Xin được cảm ơn và kính chào quý vị đến với tin tức thời sự vừa được cập nhật của Báo Thanh Hóa. Sau đây là những thông tin chi tiết. Mời quý vị cùng theo dõi. Khi nhóm công nhân đang thi công hệ thống thoát nước dưới cầu Trần Hoàng Na, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, thì xảy ra vụ sạt lở đất vùi lấp 2 công nhân đang thi công rãnh thoát nước. Một người may mắn được cứu kịp thời đưa tới bệnh viện, người còn lại thiệt mạng do bị vùi lấp quá lâu. Hai nạn nhân là ông NTB 40 tuổi, quê Cà Mau và ông NVT 48 tuổi, ngụ thành phố Cần Thơ. Lực lượng chức năng sau đó đã có mặt tại hiện trường giải cứu và đưa ông B đến bệnh viện cấp cứu. Còn ông T, sau hơn 3 giờ tìm kiếm, thi thể ông T bị vùi lấp được tìm thấy. Ban quản lý dự án ODA Cần Thơ thông tin, hiện trường xảy ra vụ tai nạn thuộc công trình hoàn trả hệ thống thoát nước mưa dọc hai bên đường gom dân sinh dưới cầu Trần Hoàng Na. Thời điểm trên, nhà thầu thi công đào hố móng để đặt ống cống thoát nước mưa đường trần hoàng na xuống sông cần thơ nhà thầu thi công sử dụng hai máy đào hố móng quá trình đào đất có hai công nhân ở dưới hố móng hỗ trợ thì xảy ra sạt lở trên thành hố Vừa qua, Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Nam mở phiên sơ thẩm xét xử bị cáo Trần Thị Hồng, sinh năm 1985, chú huyện Thăng Bình, là cựu nhân viên kế toán tại Trung tâm Y tế huyện Thăng Bình và bị cáo Ôn Thái Nghiêm, sinh năm 1984, chồng của bị cáo Hồng, về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo cáo trạng, vào ngày 25 tháng 4 năm 2022, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Quảng Nam nhận đơn của bà Nguyễn Thị Kim Oanh, sinh năm 1969, chú huyện Thăng Bình, Tố cáo vợ chồng Trần Thị Hồng, Ôn Thái Nghiêm lừa đảo chiếm đoạt số tiền 2,3 tỷ đồng. Từ nguồn tin tố giác của bà Oanh, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Nam đã điều tra và xác định Trần Thị Hồng là nhân viên kế toán tại Trung tâm Y tế huyện Thăng Bình, vay tiền của nhiều người để kinh doanh bất động sản. Cuối năm 2020, Hồng vỡ nợ, để nhiều người tin tưởng tiếp tục cho vay tiền, Hồng cùng với chồng là Ôn Thái Nghiêm nói dối cần tiền để kinh doanh bất động sản, đáo hạn ngân hàng. Sau khi nhận được tiền, Hồng chiếm đoạt để trả nợ và sử dụng vào việc cá nhân. Với thủ đoạn trên, Trần Thị Hồng và Ôn Thái Nghiêm đã lừa chiếm đoạt tiền của 11 người với số tiền là gần 18,5 tỷ đồng. Trong đó Nghiêm có hành vi giúp sức cho Hồng lừa chiếm đoạt tiền của nhiều người hơn 4,1 tỷ đồng. Xét toàn diện hồ sơ vụ án, hội đồng xét xử quyết định tuyên bị cáo Trần Thị Hồng 14 năm tù và Ôn Thái Nghiêm 7 năm tù về tội danh trên liên quan tới việc tuyển sinh nhiều con cháu của cán bộ và trường nội trú không đúng quy định. Thông tin từ Ủy ban Kiểm tra huyện ủy Mường Lát cho biết, Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy Thanh Hóa vừa công bố quyết định kỷ luật khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng, đảng viên liên quan đến công tác tuyển sinh vào trường phổ thông dân tộc nội trú, trung học cơ sở Mường Lát. Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy Thanh Hóa quyết định kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với các ông Mai Xuân Giang, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Mường Lát, Lò Văn Tuấn, Phó trưởng phòng Văn hóa Thông tin, nguyên trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Mường Lát. Tống Minh Tới, Phó trưởng phòng Giáo dục Đào tạo huyện Mường Lát. Trịnh Xuân Tâm, hiệu trưởng trường phổ thông dân tộc nội trú, trung học cơ sở Mường Lát. Vũ Xuân Tùng, chuyên viên phòng Văn hóa Thông tin, nguyên chuyên viên phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Mường Lát. Chi bộ phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Mường Lát cũng bị Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy Thanh Hóa kỷ luật bằng hình thức khiển trách. Trước đó, nhiều phụ huynh bức xúc cho biết, tại trường phổ thông dân tộc nội trú Trung học cơ sở Mường Lát, có những học sinh là con cháu lãnh đạo cấp phòng, giáo viên có dấu hiệu được xét tuyển vào lớp 6 không đúng quy định. Phụ huynh học sinh ở huyện Mường Lát đề nghị cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa vào cuộc thanh tra, kiểm tra công tác tuyển sinh tại trường này từ năm học 2020-2021 đến nay để thực hiện chế độ chính sách của Đảng và nhà nước dành cho đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng đặc biệt khó khăn đúng quy định. Sau khi nhận được phản ánh của người dân và các cơ quan báo chí, huyện Mường Lát vào cuộc xác minh. Kết quả cho thấy từ năm học 2020-2021 đến năm học 2023-2024, nhiều học sinh là con của cán bộ, công chức, giáo viên được xét tuyển vào trường phổ thông dân tộc nội trú, trung học cơ sở Mường Lát không đúng quy định. Ngay sau khi nhận được thông tin Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy Thanh Hóa đã vào cuộc xác minh vụ việc. Ngày 23 tháng 8, trong phần xét hỏi tại tòa trong vụ án nhận hối lộ 500 triệu đồng xảy ra tại tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai, bị cáo Võ Đình Sớm, cựu thẩm phán tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai đã phản bác cáo trạng của viện kiểm sát nhân dân tối cao truy tố ông tội nhận hối lộ. Theo cáo trạng, bị can Võ Đình Sớm đòi hối lộ 1,5 tỷ đồng và đã nhận 500 triệu đồng, đã phạm tội nhận hối lộ. Quy định tại điểm A khoản 4, điều 354 của Bộ Luật Hình sự năm 2015 với khung hình phạt, phạt tù 20 năm, tù trung thân hoặc tử hình. Theo hồ sơ, trước khi bị bắt quả tang nhận hối lộ 500 triệu đồng, ông Võ Đình Sớm là thẩm phán Tòa án Nhân dân tỉnh Gia Lai được phân công giải quyết vụ án dân sự tranh chấp quyền sử dụng đất giữa nguyên đơn là ông PAT ngụ phường Yên Thế, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai và bị đơn là ban quản lý rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ. Tháng 3 năm 2022, ông PAT khởi kiện vụ án dân sự, yêu cầu tòa nhân dân tỉnh Gia Lai giải quyết buộc ban quản lý rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ trả lại 15.000 m2 và hủy một phần giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mà Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai đã cấp cho ban này. Ông sớm đặt vấn đề với ông PAT, muốn xử thắng kiện phải có tiền và yêu cầu phải đưa 2 tỷ đồng. Sau đó, ông sớm thống nhất số tiền là 1,5 tỷ đồng và giới thiệu chỗ cho ông PAT mượn tiền, đưa trước 500 triệu đồng. Đến ngày 4 tháng 8 năm 2023, ông PAT mang 500 triệu đồng đưa cho ông sớm ngay tại phòng làm việc, Tòa Nhân dân tỉnh Gia Lai. Khi ông PAT vừa ra khỏi phòng, cơ quan điều tra Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao thi hành lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp và khám xét phát hiện thu giữ 500 triệu đồng. Tuy nhiên, bị cáo Võ Đình sớm cho rằng, cáo trạng và kết luận điều tra của cơ quan điều tra viện kiểm sát nhân dân tối cao là không đúng, vô căn cứ. Bị cáo không nhận hối lộ 500 triệu đồng. Bị cáo bị ông PAT tức nguyên đơn gài lén lút bỏ tiền dưới gầm bàn. Trong quá trình xét hỏi, bị cáo sớm yêu cầu kiểm sát viên giữ quyền công tố tại tòa không được suy diễn. Bị cáo sớm xác nhận có yêu cầu ông PAT lên phòng làm việc mục đích để gửi thông báo về lịch xét xử không hề hay biết và không có yêu cầu nguyên đơn đưa hối lộ 500 triệu đồng. Tuy nhiên, đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân hỏi đưa ra nhiều lập luận và chứng cứ ghi âm về thời điểm ông PAT mang 500 triệu đồng vào phòng làm việc của ông Võ Đình sớm, thì ông này liên tục quanh co, chối tội, né tránh. Gần đây, mạng xã hội đã lan truyền đoạn clip ghi lại vụ việc tấn công trẻ em tại sân nội khu của chung cư New Horizon số 87 Lĩnh Nam, phường Mai Động, theo nội dung đoạn clip, khoảng 17 giờ ngày 18 tháng 8, một người đàn ông mặc áo đen, quần đen đã lao tới tác động vào một bé trai nhỏ tuổi. Mặc cho cháu ngã xuống đất, người này tiếp tục ra đòn vào mặt và đầu cháu. Nhiều người sau đó đã phải chạy lại để can ngăn người đàn ông này. Phía đại diện công an phường Mai Động cho hay, nguyên nhân ban đầu do nhóm trẻ chơi bóng đá rồi xảy ra mâu thuẫn. Sau đó, người đàn ông đã ra tay như trong đoạn video. Vụ việc đã được chuyển công an quận Hoàng Mai thụ lý, tiếp tục điều tra. Ngày 23 tháng 8, đại diện Công an quận Hoàng Mai, Hà Nội cho biết, cơ quan điều tra đang phối hợp cùng Viện Kiểm sát và các đơn vị chức năng làm rõ vụ việc. Cơ quan chức năng đã gửi giới triệu tập người đàn ông tác động cháu nhỏ, nhưng đối tượng này đang không ở nhà. Về phía nạn nhân, Công an phường Mai Động đã hai lần mời gia đình cháu bé đến trụ sở làm việc để phục vụ công tác điều tra, xác minh, giải quyết vụ việc. Tuy nhiên, gia đình cho biết cháu bé đang hoảng loạn, sức khỏe chưa ổn định để làm việc. Được biết, ngay sau vụ việc diễn ra, phía gia đình cũng đã đưa cháu đi cấp cứu tại bệnh viện và làm đơn trình báo đến công an phường Mai Động. Tại bệnh viện, cháu bé đã phải khâu 7 mũi và tinh thần hiện chưa hết hoảng loạn, sợ hãi. Nạn nhân trong vụ việc này là cháu NHM, 12 tuổi, là cư dân sinh sống tại chung cư New Horizon. Chia sẻ về vụ việc, cha của cháu bé, anh Nguyễn Hảo Thành, 50 tuổi cho hay, hơn 17 giờ chiều ngày 18 tháng 8, anh vừa đi làm về đến nhà, thay được bộ quần áo thì thấy con trai được bạn dìu vào và con có nói Bố ơi, con bị đau đầu quá. Lúc đó trên mặt con đầy máu, tôi nghĩ chắc con bị ngã nên mới lấy bông lau qua. Lau xong thì thấy vết thương trên trán của con rất to, liền đưa con đến bệnh viện Thanh Nhàn. Trong lúc đó, tôi cũng nhờ mọi người giữ lại đoạn camera để sau xem lại, xem cháu sao lại bị thương nặng như vậy. Sau quá trình xử lý vết thương tại bệnh viện Thanh Nhàn, tôi lại đưa con đến bệnh viện Hữu Nghị Việt Nam Cuba khâu vết thương. Hôm sau tôi trở về nhà xem lại camera và hỏi một vài bạn đi cùng con thì mới biết con mình bị một người đàn ông ra tay dã man như vậy. Tôi đau xót, thương con lắm. Cũng theo anh Thành, sau sự việc cháu M đi học trở lại được một hôm, về nhà thì lại bị đau đầu, đau vùng mặt. Tinh thần của cháu M bị hoảng loạn nên gia đình phải tiếp tục xin nhà trường cho cháu nghỉ vài hôm. Sau khi ổn định tâm lý, cháu M kể hôm đó đi đá bóng nên có xảy ra xích mích với một bạn. Sau đó bạn này trở về nhà, còn M cùng vài người bạn tập trung ở lối ra của hầm tòa nhà N02, chung cư New Horizon một lúc sau người bạn mà em mờ xích mích đến cùng bố thì xảy ra sự việc. Anh Thành khóc nghẹn chia sẻ, giờ tinh thần của con vẫn hoảng loạn, gặp người lạ lại sợ. Tôi cả đêm không ngủ được sau khi xem video và nghe lời con kể lại sự việc bị người ta tấn công. Trước sự việc trên, gia đình anh Thành cũng bày tỏ mong cơ quan chức năng sẽ xử lý nghiêm vụ việc theo quy định của pháp luật.